Đây, bây giờ mình sẽ nướng nướng cá rô cà phê. Hôm nay mình nướng là nướng với mắt khán nha. Trừ khi mắt khán lại giờ có còn hơn 30 phút rồi. Đó, học giỏi mắt khán á, nghe không? Không nghe. Cái gì? Nghe cái gì? Hơn 30 phút. Biết rồi, có thằng ngố rừng nữa vậy. Thằng ngố rừng đúng rồi. Kỳ vậy. Có tiếng giờ mắt khán học giỏi mà không nghe. Này Hiếu đang làm bóc ruột. Bóc ruột với trà cho sạch nha Hiếu. Không ai để về ăn đấy. Mình vô lấy mắt kén nè. Đây, gia vị hôm nay mình nướng đơn giản thôi. Kén này trước có nướng thịt. Hôm nay lần đầu tiên nướng cá với mấy kén. Này mấy kén mình lấy một bịch nhỏ đây. Giống tiêu không? Người... Bịch gì á thùa? Mắt kén. Là cái gì? Là cái loại gia vị Tây Bắc á. Từ từ chút ăn rồi biết. Ngon. Chút ăn rồi biết. Ngon nhất thế giới luôn. Trời, nó không có nhãn giống. Ngon mà không có nhãn giống. Này là cái bịch nhỏ trong cái bịch lớn. Cái bịch lớn mới có nhãn. Nhanh nè. Đây, con cá rô phi đây. Mình làm 3 con thôi. Hồi nãy mới giới thiệu được 3 con nữa, là 6 con nhưng mà làm nữa. Bật mở. Như vậy. Đó. Móc thịt là sạch. Mình thì thường mình không có nướng ở ngoài mương ngoài ruộng đâu. Nhiều ngoài đó mà không có nước nó làm rồi sạch sẽ rồi ghê lắm. Bên nhà nướng. Nhà cũng có chỗ nướng mà. Đây. Rồi, giờ mình cho mắt kén vô. Mắt kén như là muối thôi. Đây, 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 đây. Thì ta nói cho cái này mà cho nhiều là nó rát lưỡi lắm nè. Rồi. Cái giống mùi gì? Tiêu hả? Ừ, cũng giống á. Chú lấy dầu cứa nè cho nó dễ chín, nó không thấm. Có quần dầu á, quần dầu mà. Có nước mẹ rửa. Mồm không quần nè. Thằng Nam đâu rồi? Làm gì bánh cho em bánh hả? Rồi xong. À, giờ Hiếu đâu cái vỉ đâu. Đây. Bỏ lên vỉ đem ra kia mình nướng đào. Gì đây vậy? Cái sẵn á, thấy vậy. Đang quay mà. Xếp rồi. Giờ bỏ lên vỉ nướng. Thường thường người ta làm ở ngoài ruộng ấy người ta kẹp cái dừa, tàu dừa kẹp nếp tre nè. Con này nhỏ cho nó bìa đi. Bơi đi dừa cho nó chặt. Không có lá ấy đâu. Cái gì? Kẹp cái lá đó nước cho nó thơm. Lấy gì? Cái lốt đó. Thôi, có lốt ở đằng sau đây. Ok, cứng rồi đó. Đây, lượm mấy cái củi này. Lượm thêm hai cục gạch. Anh Hiếu bỏ ấy vô. Ê, mình mới bị cây gai chích chảy máu rồi. Cái tội gì không dùng mang dép ha. Ây da, Hiếu quá. Vậy sao giống như lội nước nữa trời. Đấy, bây giờ mình ra sau nhà nướng nè. Tại chỗ này, trong nhà bên đây nó mát. Nó có cây, mấy cây tre nó mát. Có mấy con cá không cần nhiều đâu, chín liền rồi.
chú đi. Lên đèn, lên lửa quên. Lấy gió qua này à, em đổi góc quay. Chuyển quay. À, lửa cháy tốt đẹp á. Cười. Cười không có tiếng luôn à. Từ từ chờ xíu nó có thằng nó cháy mấy cái gỗ máy nè. Công gì cũng cháy. Bỏ lên nướng đi. Câu cao lên, nướng nhà nó cháy, từ từ, nó cháy dữ quá. Lấy hồng rồi. Chưa. Nướng nhà được chưa? Rồi, bỏ lên đi. Cắt lên. Hôm nay là cái lần đầu tiên mà cho thằng Trường Như Hiếu nó ăn mắt kháng, hương vị mắt kháng Tây Bắc. Mình thì cũng được thử một lần rồi, lần trước miếng thịt trong Sài Gòn rồi. Lần này là lần thứ hai, lần trước miếng thịt là miếng cá. Thằng Trường về coi hoa banh phút là phải kiếm mắt kháng hạt cửa coi đi, nhưng mà mới biết cái gì chứ. Kiếm mắt kháng hạt giỏi coi. Coi hoa banh phút mà không biết mắt kháng hạt giỏi là nhưng mà chưa coi. Hoa banh phút là nó qua video giống mình đó hả? Ừ. Anh nó đi du lịch thì nó đi một mình chứ là cái xã chửi tiếng hả ngủ rừng hả có hai thằng nữa ha. Biết hay đi với tiếng gì đó coi thử nó quay đầu có phải chín rồi ha, chín chưa đó, giờ là chín rồi nữa, chín bên rồi chờ bên kia nữa là chín không. Chín rồi Hiếu, chín Hiếu. Chưa. Chưa, giờ mà chưa nữa nè. Nó còn 2 giờ phải không? Biết rồi. Nhìn nó ấm khói rồi. Tại mình nướng có lửa nè. Người ta làm người ta nướng than không à. Mình nướng vừa có than có lửa khói bốc lên nghi ngút nè. Nó bị ấm. Kệ nó nướng nè. Nướng củi nè. Hết miếng lửa này là lấy nha. Thực ra thì nhìn thì nó chín rồi nhưng mà để cho nó chắc chắn. Cái chân máy hả? Cái này bao nhiêu hết rồi? Dây quặn được mơ. Thì dạng được thêm máy nắp rồi chứ. Đấy, giờ nướng cá xong rồi, giờ bỏ qua đây. Ăn tại chỗ luôn. Này, có chín rồi. Ây da, nóng quá biết. Cũng không nóng. Tên là tên Nguyễn Thành Nam hả? Ừ, chấp thôi ăn đây vô ngồi, đưa một đôi đũa. Chấp thử thôi, ăn này thử thôi. Ăn thử cho biết. Nè, Hiếu nè. Đũa. Sao thằng ít hơn thằng sau quần. Ý, Hiếu hỏi có biết thằng đó không? Biết sao không? Mình banh ra cái nó nát này, coi thử nó chín chưa? Chín rồi đó. Wow, con muối tắm nó ngon á. Chín vậy quần. Khổ quá.
Chín rồi. Ngon ha. Ăn cho một lần khó nè. Ngồi ngay cái bếp mình không khói. Nã đây em sẵn lấy cho muối luôn. Để lấy cho muối cho hả? Phải vô nhà lấy chén muối, muối ớt. Chén muối ớt này ăn cá. Cái chén này là hồi trưa hôm nãy nhà giá để ăn mặn á, còn dư. Giờ đem ra chấm với cá. Đây, còn may quá hay là chưa ăn trước. Xuống. Đây. Đi coi Hiếu ạ. Ăn đi. Có ngon không? Ngon. Chị không? Chị á. Trường đúng trường. Ngon ăn chị. Quẩn ha. Ngon mà cái gì ngon, muối ngon hả? Có ngon. Có chấm muối ngon. Mình thử miếng thôi, rồi kết thúc video tại đây. Đây, miếng của mình đây, chấm muối, ớt. Kết thúc video tại đây để mình ăn. Đúng. Nào, Hiếu, có nghe vị mấy kháng là lạ không? Không có vị gì hết. Bà có giống tiêu mà, nó cũng hơi cái the đúng không? Mình không phải là đặc biệt lắm. Đúng. Hiếu ngon. Cà ấy. Ủa anh này ngon lành luôn, cao. Còn còn kêu cất khúc đi déo rồi mà. Muốn tiếp. Muốn tiếp. Cá này là Hiếu bác hết á. Sao? Hiếu gỡ hết. Hiếu sợ thăng vì em nước lũ á. Nè anh đi với cá té nước, té ruộng. Sau khi té ruộng xong thì anh ấy ướt hết, anh ấy lội xuống kênh luôn. Xuống ba luôn. Ngon quá.